Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để phân quyền cho các cái video editor trên kênh YouTube của bạn nhé. Đây là video làm theo yêu cầu của một bạn comment trên kênh của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để phân quyền cho một cái địa chỉ Gmail, tức là một cái người dùng ấy tiếp cận vào kênh YouTube của bạn, có thể chỉnh sửa nội dung nhưng không thể xóa cái video trên kênh của bạn. Thì có mấy cái tùy chọn thôi, rất là đơn giản. Cả kênh cá nhân và kênh thương hiệu thì các bạn đều làm giống như vậy nhé. Ok. Bây giờ sẽ đi vào kênh của mình nhé. Ok, đây là cái YouTube Studio của mình nhé. Trước tiên là để mà phân quyền cho người ta ấy, thì các bạn phải có cái địa chỉ Gmail của người ta nhé. Các bạn nhớ xin cái địa chỉ Gmail. Sau đó ở phần bên này nhé, bên cái tab bên trái này, các bạn nhấn vào nút cài đặt nhé. Ấn vào nút cài đặt hoặc là setting nếu bằng tiếng Anh. Ấn vào đây, cài đặt. Xong trong cái cài đặt này ấy, thì các bạn chọn vào phần quyền, hoặc tiếng Anh gọi là permission. Thì nhấn vào quyền. Ở đây ví dụ đây là cái quyền của cái kênh thương hiệu của mình nhé, e-learning supporter, thì mình có thể thêm này, mời này. Ví dụ ở đây mình có một bạn làm chỉnh sửa phụ đề của mình nhé. Đây, nó có cái quyền gọi là người chỉnh sửa phụ đề. Thì bạn này ấy, thì chỉ vào được kênh của mình và chỉnh sửa phụ đề thôi, chứ không làm được cái việc khác. Còn bây giờ ví dụ mình muốn mời một người khác thì mình sẽ nhấn vào nút này nhé, mời. Sau đó mình nhập email vào, ví dụ mình sẽ nhập cái email phụ của mình vào nhé. gmail.com, một cái email khác. Sau tiếp theo là mình sẽ chọn quyền truy cập. Ở đây thì nó sẽ có nhiều cái quyền truy cập. Một là người quản lý. Người quản lý thì có thể xem mọi nội dung, quản lý quyền, phát trực tiếp và tạo và chỉnh sửa và xóa nội dung của bạn. Thì tốt nhất là nếu mà bạn muốn thêm cái người quản lý này ấy, thì nó phải là một cái người đấy rất là tin tưởng với bạn. Nhưng mà thông thường ấy thì người ta sẽ thêm cái người chỉnh sửa nhé, hoặc là người chỉnh sửa giới hạn. Người chỉnh sửa tức là video editor, thì người ta sẽ có quyền là xem mọi nội dung, phát trực tiếp và tạo và chỉnh sửa nội dung, tức là tạo và chỉnh sửa video trên kênh của bạn, nhưng họ sẽ không có thể quản lý quyền và xóa cái nội dung trên kênh của bạn. Còn người chỉnh sửa có giới hạn, tức là nó sẽ có giới hạn một tí, tức là họ sẽ không thể xem được dữ liệu doanh thu của bạn. Ngoài ra thì có thêm người chỉnh sửa phụ đề. Ví dụ mình thường mình thuê các bạn mà chỉnh sửa phụ đề thêm ngôn ngữ cho kênh của mình ấy, thì mình sẽ thêm vào phần này. Họ có thể thêm chỉnh sửa và xóa phụ đề nhưng không thể xem cái nội dung nào khác. Họ chỉ được xem được cái video thôi. Và người xem là người review kênh của bạn ấy, hoặc là kiểu muốn xem kênh của bạn, phân tích dữ liệu các thứ kênh của bạn như nào ấy, thì bạn có thể mời người ta làm người xem. Ở đây ví dụ mình sẽ thêm cho nó là người chỉnh sửa có giới hạn nhé, thì là có quyền giống vai trò của người chỉnh sửa nhưng không thể xem được dữ liệu doanh thu. Ok, mình ấn vào đây, chọn, sau đó mình nhấn vào xong. Thì bây giờ là YouTube nó sẽ gửi một cái email đến cho cái người có địa chỉ email này. Email là doanthuanftu@gmail.com. Thì sau khi các bạn nhấn vào mời rồi ấy, thì cuối cùng các bạn phải nhấn vào cái nút lưu này nhé. Lưu để bạn gửi cái lời mời đến cho người ta. Mình sẽ nhấn vào lưu. Ok, để tiếp tục sử dụng hãy hoàn thành bước xác minh nhanh. Tức là nó xác minh bổ sung xem mình có phải là cái chủ sở hữu của cái kênh này không. Ấn vào tiếp tục. Tiếp tục sau đó sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu vào. Mình sẽ nhập mật khẩu vào. Nhấn vào tiếp theo. Tất nhiên là có thể là nó sẽ yêu cầu mình xác minh trên điện thoại. Đấy. Bấm vào. Trên điện thoại mình sẽ kéo xuống. Nó chọn là đúng là tôi, và mình nhập cái số vào. Ok. Xong rồi. Tức là nó đã gửi cái yêu cầu đến cái email. Tức là email mình vừa nhập vào ấy. Bây giờ mình sẽ mở cái email của mình lên nhé. Chưa có lời mời nhé. Ok, đây là lời mời này. Invitation. Mình bây giờ mình muốn đồng ý quản lý cái kênh đó để làm người chỉnh sửa, mình sẽ ấn vào đây accept invitation. Ok, và bây giờ mình đã vào được cái YouTube Studio rồi nhé. Đây là cái quyền là người chỉnh sửa đúng không? Mình xem vào lại cái quyền nào. Quyền này. Đây là người chỉnh sửa. Người chỉnh sửa thì có quyền giống vai trò của người chỉnh sửa, không thể xem dữ liệu doanh thu, tức là người chỉnh sửa có giới hạn. Đó, bây giờ ok, bây giờ mình sẽ có này, channel này, your role này, ok. Ok, đây là mình đã đăng nhập vào cái Gmail của mình nhá. Thực ra mình có nhiều kênh, nên là bây giờ mình có thể đổi sang cái kênh vừa rồi ấy, là mời mình làm người chỉnh sửa ấy. Mình ấn vào đây, ấn switch account. Đây, e-learning supporter đây, là cái kênh này thì mình sẽ là người chỉnh sửa có giới hạn nhé, mình ấn vào đây. Sau đấy mình sẽ vào trong xem giao diện cho các bạn xem. Tức là mình sẽ không xem được doanh thu nhé. Ví dụ đây có thể chỉnh sửa được tất cả các thứ này. Content này. Vào content nhé. Mình có thể up video lên luôn này. Mình ấn vào create là mình có thể up video lên.
À, ví dụ mình ấn vào đây create này, up video, go live, rồi tạo playlist, rồi new podcast các kiểu ấy. Nhưng mà mình ấn vào phân tích thì mình sẽ không xem được doanh thu nhé. Ấn vào phân tích thì ở cái cột phân tích này nó sẽ không hiển thị cái cột doanh thu. Doanh thu bao nhiêu là mình sẽ không xem được. Đây là người chỉnh sửa có giới hạn. Thế còn nếu mà mình sẽ đặt cho bạn ấy cái quyền, đặt cho mình cái quyền khác nhé. Ví dụ mình muốn đổi cái quyền khác thì mình quay trở lại cái này. Ví dụ ấn vào đây, xong mình chuyển thành là người chỉnh sửa phụ đề thôi nhé. Ấn vào đây, sau nhấn vào lưu tiếp. Đó, ấn vào lưu thì mình quay lại cái này. Bây giờ mình refresh thì có thể là họ sẽ bắt mình là đăng nhập lại và quay trở lại là người chỉnh sửa phụ đề đấy. Bây giờ đã thoát ra rồi. Tức là khi bạn mời ai vào làm cái người quản lý hoặc người chỉnh sửa cho bạn ấy, bạn muốn người ta không truy cập được nữa, đơn giản là thoát ra thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập lại vào YouTube nhé. Đăng nhập lại vào YouTube của mình để xem là mình có chuyển thành là người chỉnh sửa phụ đề hay không. Ở đây vẫn là cái kênh này. Ok, mình sẽ chuyển đổi cái kênh Switch Account. Quay trở lại cái này. Ok, bây giờ nó đã chuyển thành là Subtitle Editor. Thì bạn nhấn vào. Khi mà làm Subtitle Editor, tức là cái người chỉnh sửa phụ đề ấy, thì nó lại giới hạn hơn là Video Editor nhé. Đây, nó chỉ cho mình xem tất cả các cái video này. Ở đây còn tất cả những cái mục khác mình không xem được nhé. Mình chỉ xem được mục Subtitle thôi. Ví dụ ở đây, hướng dẫn chuyển từ iPhone sang máy tính chẳng hạn, mình có thể ấn vào đây. Ấn vào đây để mình thêm ngôn ngữ này. Ví dụ thêm ngôn ngữ các kiểu này, tải phụ đề này, thêm các cái ngôn ngữ ở đây. Tức là bạn chỉ xem được phần Subtitle này thôi. Sau đó là bạn có thể lưu. Đấy là cái vai trò của người tạo phụ đề. Nếu như là bạn muốn là thuê mình là tạo phụ đề chẳng hạn, thì bạn có thể mời mình chỉ làm cái tạo phụ đề thôi. Mình sẽ không xem được tất cả các cái thứ khác ở trên kênh của bạn nhé. Vào YouTube Studio này, mình chỉ xem được các cái video để mình tạo phụ đề thôi. Quay trở lại YouTube Studio nhé. Đấy, phần dashboard content này, những này là nó sẽ giới hạn hết. Bạn không có quyền gì cả. Thế là bạn chỉ xem được những cái mà để tạo phụ đề thôi. Ôn này, rap này. Ví dụ mình có thể là lưu lại sau phần nào mà phụ đề mình đã xuất bản rồi thì mình chỉ xem được ở đây thôi. Chỉnh sửa phần phụ đề các thứ. Ok, đấy là đơn giản thôi. Đấy là bạn thêm nó vào, thêm người ta vào. Thế còn bây giờ nếu mà bạn muốn xóa người ta đi, không cho người ta truy cập kênh YouTube của bạn ấy, thì cũng rất đơn giản nhé. Khi mà bạn nhấn vào quyền nhé, ở chỗ này nhé, sau bạn có cái nút này, có cái nút ở dưới này, sau bạn kích vào, bạn có cái nút này xóa quyền truy cập nhé. Bạn xóa đi là người ta sẽ không tiếp cận kênh YouTube của bạn được nữa. Ok, ấn vào đây xóa đi, sau nhấn vào tiếp là lưu để xóa bỏ cái đấy ra. Bây giờ quay trở lại nhé. Ví dụ quay trở lại cài đặt này, vào quyền này. Đó, không còn nữa, chỉ còn mình với lại cái bạn Subtitle Editor của mình thôi. Nó đơn giản thôi, đấy là cách để phân quyền cho cái người khác và tiếp cận kênh YouTube của bạn. Rất là đơn giản. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Nếu như các bạn mới đến kênh của mình ấy, nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo về YouTube, về phần mềm, về edit video các thứ. Ok, goodbye, see you again.